Xin chào tất cả các đồng chí là bộ đội xuất ngũ 2023. Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi là các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ, được trở về với gia đình, trở về với địa phương. Thời gian trôi đi rất nhanh đúng không ạ? Từ tháng 2 năm 2021 và đến tháng 1 năm 2023 là các đồng chí đã được trở về với gia đình, trở về với địa phương để tạo lập cuộc sống và xây dựng cuộc sống mới. Và năm 2023 này, các đồng chí là bộ đội xuất ngũ giao quân sẽ được hưởng cái chế độ gì? Thì ngày hôm nay Dạy Nghề Thanh Xuân sẽ xin chia sẻ với tất cả các đồng chí là bộ đội xuất ngũ 2023. Thực hiện theo Nghị định số 27 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư 95 của Bộ Quốc phòng thì sau khi các đồng chí ra quân thì các đồng chí sẽ được hưởng các cái chế độ như sau. Vậy là sau khi ra quân thì các đồng chí sẽ được hưởng các cái chế độ như sau. Thứ nhất đó là tiền bảo hiểm. Tiền bảo hiểm thì các đồng chí sẽ được hưởng là 2 tháng lương cơ sở nhân với 2 năm tại ngũ của các đồng chí và nhân với lại tiền lương cơ sở là 1.490.000 thì tổng các đồng chí sẽ được hưởng là 5.960.000 đồng. Các đồng chí lưu ý nhé. Và được hưởng thứ hai đó là tiền trợ cấp xuất ngũ một lần. Tiền trợ cấp xuất ngũ một lần của các đồng chí cũng được hưởng là 2 tháng lương cơ sở nhân với 2 năm tại ngũ và nhân với lại 1.490.000 thì tổng cái khoản mà các đồng chí được hưởng cũng là 5.960.000 đồng. Và trợ cấp thứ ba đó là tiền trợ cấp tạo việc làm. Tiền trợ cấp tạo việc làm thì các đồng chí sẽ được hưởng là 6 tháng lương cơ sở. 6 tháng lương cơ sở và nhân với lại 1.490.000 thì tổng số tiền các đồng chí được hưởng là 8.940.000 đồng. Cộng 3 khoản 1, 2, 3 này vào là các đồng chí sẽ được hưởng tổng giá trị là 20.860.000 đồng các đồng chí nhé. Vậy là sau khi các đồng chí mà hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các đồng chí trở về với gia đình, được trở về với địa phương, các đồng chí sẽ được hưởng là 20.860.000 đồng. Dạy Nghề Thanh Xuân muốn chia sẻ với các đồng chí là các đồng chí sẽ có những cái tính toán những cái chi tiêu thật là hợp lý để sau khi các đồng chí ra quân, các đồng chí sử dụng cái đồng tiền của mình đúng mục đích các đồng chí nhé. Ngoài cái tiền ba cái khoản này ra, các đồng chí còn được hưởng tiếp theo. Bây giờ thì Dạy Nghề Thanh Xuân sẽ lại xin chia sẻ tiếp với các đồng chí. Ngoài số tiền 20.860.000 đồng ra thì các đồng chí sẽ được hưởng thêm các cái chế độ như sau. Đó là sau khi ra quân các đồng chí sẽ được cấp phát một chiếc thẻ học nghề miễn phí. Cái thứ hai đó là các đồng chí sẽ được tiền tàu xe. Và cái thứ ba đó là tiền liên hoan. Và cái thứ tư đó là gói quà Tết. Vậy thẻ học nghề miễn phí là như thế nào? Các đồng chí lưu ý là sau khi các đồng chí xuất ngũ là Đảng và Nhà nước sẽ trích một khoản kinh phí để hỗ trợ cho các đồng chí bằng hình thức đó là cấp một chiếc thẻ học nghề miễn phí. Vậy nên các đồng chí phải biết sử dụng và tận dụng chiếc thẻ học nghề này của các đồng chí. Vì thế chiếc thẻ học nghề này cũng trị giá là 12 tháng lương cơ sở đó các đồng chí ạ. Mà các đồng chí biết là một tháng lương cơ sở như là chị Hường vừa mới chia sẻ với các bạn đó là 1.490.000 đúng không ạ? Đó nên là các đồng chí hãy cố gắng tận dụng chiếc thẻ này. Và chiếc thẻ này thì được học miễn phí 52 ngành nghề trực thuộc trường của Bộ Quốc phòng đào tạo hoặc là các trường mà liên kết với lại các trường của Bộ Quốc phòng. Và các đồng chí hãy cố gắng liên hệ để đi học sau khi mà các đồng chí giao quân. Và những cái ngành nghề mà hiện nay thì đang mà phổ biến nhất mà rất là nhiều các chiến sĩ mà theo học, mà theo cái thống kê của Bộ Quốc phòng và theo thống kê của các trường nghề thì ví dụ như là các cái ngành nghề như là sửa chữa về ô tô này, xe máy này, điện tử này, điện lạnh này, điện dân dụng, điện công nghiệp, điện nước, hay là nấu ăn, hay là vận hành máy công trình, hay là các đồng chí có thể đi xuất khẩu lao động. Có rất nhiều các ngành nghề để cho các đồng chí lựa chọn sau khi các đồng chí ra quân, các đồng chí lưu ý nhé. Đó, và cái tiếp theo đó là tiền tàu xe. Thì các đồng chí được hỗ trợ tiền tàu xe, nhưng mà hầu như là sau khi các đồng chí mà xuất ngũ thì các đơn vị sẽ có xe để đưa đón các đồng chí. Vì khi các đồng chí nhập ngũ là các đồng chí đã được xe từ huyện đội đưa các đồng chí về các đơn vị. Và sau khi các đồng chí mà xuất ngũ thì đơn vị cũng sẽ đưa các đồng chí về đến tận huyện đội để trao trả cho huyện đội.
Nên là về cái phương tiện và đi lại thì các đồng chí hoàn toàn yên tâm. Và cái tiếp theo đó là tiền liên hoan. Tiền liên hoan là trước khi mà các đồng chí xuất ngũ thì các đồng chí cũng sẽ có buổi liên hoan, thì đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cho các đồng chí vui vẻ và xóm có một cái tình đoàn kết sau trước khi mà các đồng chí xuất ngũ các đồng chí nhé. Và một cái tiếp theo đó là một cái gói quà Tết, là sau khi mà các đồng chí xuất ngũ thì đồng chí nào cũng sẽ có một cái gói quà Tết để mang về biếu gia đình đó. Nên là sau khi mà các đồng chí xuất ngũ thì các đồng chí được hưởng rất nhiều các chế độ của Bộ Quốc phòng, của chính phủ đã tạo điều kiện để giúp đỡ cho các đồng chí 2 năm các đồng chí nhập ngũ đó. Vậy là chỉ còn một ít ngày nữa thôi là các đồng chí đã xuất ngũ rồi, nên các đồng chí hãy cố gắng rèn luyện, huấn luyện và công tác thật là tốt, để các đồng chí sau khi ra quân thì chúng ta trở về với gia đình, trở về địa phương, các đồng chí đi học nghề miễn phí để chúng ta có một cái nghề nghiệp để tạo lập cuộc sống. Có rất nhiều các đồng chí mà sau khi ra quân, các đồng chí chia sẻ là sau khi mà em ra quân thì em được hưởng cái chế độ là 20.860.000 đó, thì em sẽ mang về để em sẽ phụ cấp với lại gia đình, và em sẽ sử dụng chiếc thẻ học nghề đó, em được đi học nghề miễn phí để em sẽ có được một cái nghề để em tạo lập cuộc sống, để nuôi sống bản thân, rồi là phụ giúp gia đình, rồi sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và bằng chứng rằng là hàng năm và rất là nhiều năm, rất là nhiều các đồng chí xuất ngũ của các đơn vị, các quân khu, các đồng chí đã lựa chọn để đi học nghề, và các đồng chí tránh lãng phí cái chiếc thẻ học nghề này. Bởi vì chiếc thẻ học nghề này, các đồng chí lưu ý, chiếc thẻ học nghề miễn phí, người ta gọi là miễn phí, nhưng mà miễn phí chỉ trong vòng 1 năm kể từ ngày các đồng chí xuất ngũ. Vậy nên các đồng chí hãy cố gắng tận dụng chiếc thẻ học nghề của mình để đi học nghề, và biết sử dụng cái đồng tiền mà sau khi mà các đồng chí ra quân ở bên Bộ Quốc phòng trao trả cho các đồng chí, từ tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp và tiền tạo việc làm, thì các đồng chí hãy sử dụng đúng mục đích các đồng chí nhé. Vừa rồi chúng ta đã nói về các cái chế độ của các đồng chí là bộ đội xuất ngũ 2023, và để minh chứng cho là việc sử dụng cái tiền chế độ và cái thẻ học nghề như thế nào, thì chúng ta sẽ gia nhập vào trường dạy nghề Thanh Xuân, và chúng ta sẽ đi phỏng vấn một số các đồng chí là bộ đội xuất ngũ. Các đồng chí sẽ có những cái lời chia sẻ như thế nào mà sau khi đồng chí được ra quân và được hưởng các cái chế độ đấy, thì các đồng chí sẽ sử dụng cái chế độ đấy như thế nào nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng với lại chị Hương sẽ gia nhập với lại trường dạy nghề Thanh Xuân. Và hiện tại thì chị Hương đang đứng ở khoa công nghệ ô tô của trường dạy nghề Thanh Xuân. Chúng ta sẽ đi tìm một số các đồng chí là bộ đội xuất ngũ 2022, các đồng chí đang theo học nghề tại trường dạy nghề Thanh Xuân, sẽ các đồng chí có chia sẻ gì và sau khi ra quân thì có được các cái chế độ gì nhá. Đây có một đồng chí này đang mặc quần bộ đội đây. Xin chào đồng chí. Đồng chí có thể cho tôi làm phiền một chút được không ạ? Vâng, xin mời đồng chí ra, tôi hỏi nhờ đồng chí một chút. Xin mời đồng chí ra đây. Xin chào đồng chí. Đồng chí có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ? Dạ, thưa chị, là em tên là Lý Văn Thành, em đến từ Quảng Ninh. Đồng chí đang theo học tại trường dạy nghề Thanh Xuân, đồng chí là bộ đội đúng không ạ? Vâng. Vâng, trước kia đồng chí đóng quân ở quân khu mấy ạ? Dạ, ở quân khu 3 ạ. Vâng, đồng chí cho tôi hỏi là trước khi ra quân thì các đồng chí sẽ được hưởng các cái chế độ gì ạ? Có nghĩa là khi mà các đồng chí rời khỏi quân ngũ, các đồng chí trở về với gia đình, trở về với địa phương để xây dựng cuộc sống mới, thì các đồng chí được hưởng những chế độ gì ạ? Dạ, khi ra quân thì bọn em được tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội ấy là được hơn 20 triệu. Và trước khi ra quân thì được cấp một cái thẻ học nghề và được một túi quà Tết trị giá là hơn 350.000 ạ. 350.000. Và các đồng chí có được đơn vị đưa về tận địa phương không ạ? Dạ, đơn vị đưa về tận địa phương ạ. Vâng. Trao trả tận địa phương ạ. Vậy thì sau khi ra quân đồng chí được hưởng hơn 20 triệu đó thì đồng chí sử dụng vào mục đích gì ạ? Dạ, em thì đưa về, mang về nhà cho bố mẹ. Vậy là đồng chí được hơn 20 triệu đó và đồng chí mang về để cho bố mẹ. Còn đâu là chiếc thẻ học nghề của đồng chí đi học thì đồng chí có phải mất tiền hay là đồng chí được học miễn phí? Dạ, còn cái thẻ học nghề của em thì em đi học nghề sửa chữa ô tô này thì em được học nghề miễn phí, không mất học phí ạ. Vậy là đồng chí lựa chọn học nghề sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân là được học nghề hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Vâng. Vâng.
Vâng. Cảm ơn những cái chia sẻ của các đồng chí, đồng chí là Lý Văn Thành đúng không ạ? Vâng, cảm ơn đồng chí rất là nhiều. Và đồng chí rất là sáng suốt là sau khi ra quân, đồng chí đã nghĩ cho gia đình, là đồng chí đã mang, đồng chí có mang trọn vẹn về hơn 20 triệu về không ạ? Có ạ. Rất là ngoan luôn. Em không nợ căng tin gì cả. Tuyệt vời. Bởi vì là tôi thấy rằng là sau khi ra quân có một số các đồng chí là các đồng chí về là các đồng chí không mang được đồng nào về đấy ạ. Thế nhưng mà với đồng chí là đồng chí mang được 100% ạ. Vâng, 100%. Em còn được mang được cả tiền phụ cấp thừa của các tháng về nữa. Ôi trời ơi, thế là một tháng là đồng chí là được trợ cấp bao nhiêu? Một tháng trợ cấp em được 1,2 triệu ạ. À, được 1,2 triệu. Thế là đồng chí một tháng là đồng chí tiêu bao nhiêu hay là mang cả 1,2 triệu về đấy? Không, một tháng mà em chỉ mua dụng cụ cá nhân, đi ra còn phải thừa 700-800 nghìn nữa. Ôi trời ơi, thế là đồng chí tổng mang về được bao nhiêu? Dạ. Đồng chí mang tổng về, ngoài cái 20 triệu ra thì cái tiền trợ cấp ấy là đồng chí mang được thêm về bao nhiêu? Tầm khoảng 3-4 triệu gì đấy. Ôi quá là tuyệt vời luôn. Đồng chí rất là ngoan. Và tôi cũng theo dõi đồng chí là khi mà theo học tại trường, đồng chí cũng rất là chăm chỉ, chịu khó mà rất là ngoan. Và tôi cũng chúc cho đồng chí có thật là nhiều sức khỏe và cố gắng học tập để lấy một cái nghề để tạo lập cuộc sống đồng chí nhé. Vâng. Xin chào đồng chí. Vừa rồi Dạy Nghề Thanh Xuân đã chia sẻ cùng với các đồng chí các cái chế độ các đồng chí được hưởng trong năm 2023 sau khi các đồng chí xuất ngũ. Vậy các đồng chí hãy cố gắng rèn luyện thật tốt, huấn luyện thật tốt và công tác thật tốt để sau khi ra quân các đồng chí được hưởng các cái chế độ và các đồng chí được mang về trọn vẹn, và hãy cố gắng tận dụng, sử dụng đúng mục đích và sử dụng chiếc thẻ học nghề được đi học nghề miễn phí các đồng chí nhé. Và nếu như đồng chí nào mà muốn được học nghề miễn phí 100% tại trường Dạy Nghề Thanh Xuân, các đồng chí hãy liên hệ theo số hotline 0961677445 hoặc là website dạynghethanhxuan.org. Các đồng chí lưu ý là trường Dạy Nghề Thanh Xuân có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội các đồng chí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí tại trường Dạy Nghề Thanh Xuân. Xin chào.